Mẹ sẽ ăn gạo. Lên hết 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 màu hồng luôn hả Toàn? Dạ đúng rồi chị. Hả, lên hết luôn hả? Em đau hơn nãy. Không có đâu, cái này nó đỡ đau hơn á. Tại kim này nó cạn, kim kia nó sâu. Chị đừng có gồng. Ê, lên màu đẹp quá bà. Lên màu đẹp quá. Màu này hơi đậm á. Thì nó giật, rồi nó lột nó còn giật lại nữa. Nó lột nữa hả? Đúng rồi, nó đâu không phải nào. Lột còn lột da mà. Kim đầu á. Xong rồi phải múc trần toàn. Ừ. Tan tay nem vô cũng được nữa. Mày ngoan lại cho mày múc trần toàn. Cô chị em bữa nào cũng có hả? Các bạn chị em thấy. Ừ. Là cái đó cái gì vậy? Thuốc vệ sinh hình xăm. Ừ. Sau khi xong giúp đỡ xương với mau lành. Ừ. Có thêm một bậc hạ. Dạ, nhớ nó sưng lắm hả? Không, đâu có sưng. Đâu có sưng đâu. Chị sao cái thịt của chị bình thường đâu có sưng đâu. Không, vậy về nó sưng không? Không, nó vậy luôn coi.
nhưng mà tới chừng là bà tắm hay bà gửi bà đừng kỳ chứ nha, nhà nó bong bong lên thì để tắm cho nó tự nhiên chứ bà đừng có kỳ, đừng có gỡ nha. Đừng có tự chóc đúng rồi, tự chóc. Vậy đừng có lấy sữa tắm vô đây nha. Trong vòng 2 ngày. Tránh ra đó. Rồi tự nó chóc ra mình khỏi gỡ cho. Gỡ ra nó hệ luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, bà mà gỡ lên thì kinh nghiệm đầy mình luôn ha chị Ly ha. Kinh nghiệm thôi bớt giỡn đi, xong nữa là cuốn nớp luôn. Bỏ tính xăm đây nè, tính xăm dưới chân nè, rửa hình rồi đó. Thôi, thôi. Hôm nay làm luôn đi, xăm mà cuốn nớp luôn á. Dưới chuối chửi chết ở trên đây mặc áo được, ví dụ như về nhà rồi sợ thấy mở sơ mi cổ lên đâu thấy, còn chân là buộc là phải thấy. Tôi cũng vậy vậy. Ví dụ như bà đi đâu bà quần dài đỡ, thì tôi mọi người ngắn ít mọi người dài. Rồi bà xăm mắt cá nhỏ nhỏ thôi, xăm không dây chuyền á, cái kiền giống như cái kiền chân vậy, tâm cộng như chuyện giống như là cái đắp chân vậy đó. Ông thấy ông hỏi này xăm mà nó là dán. Dán. Nó là dán. Ba ông bữa nó bay rồi. Xong cái đầu đợi ba ông bữa sau nó không bay coi. Ủa sao nó không bay? Mới dán lại. Nó hoài luôn vậy đó. Vậy là ông không có la được. Mình đã hành.